Ê, anh đang ăn là nhé. Ăn đi. Ông ăn ăn đi. Đấm như em chè nhá. Top một ti ai như em chè. Dạ. Đúng. À. À. Hôm qua em chè đã mất một người bạn gì đi xa rồi. Hôm nay có vì một cái lốc mà mất người bạn TTT không? Dạ không á, dạ không á. Em này em chè đấm chè hẹt anh em nhá. Video cũng đang kiểu như là chơi hạt đó, em chỉ còn những cái đố căng như thế này á em ơi. Đấm còn lây la nhá. Top 1 TI như em chè. Dạ. Còn chừng đăng quang nhá, hạt game này top 1 bằng 20 đô à, ok anh ơi. Nhông nhá. Đấm hắn ta top 8 bằng 200k. Cảm ơn anh chè phụ hoa ca 2k1 nhá. Đấm hắn ta top 8 à. Ê, ông đừng trách tôi game này nha. Game này tôi kiểu như là tôi hơi phủ phàng một xíu á. Tôi hơi gọi là căng kèo một xíu á. Cái gì ông thông cảm giúp tôi nha. Kiểu như là game trước kiểu tôi ấy quá. Kiểu như tôi bị game kiểu như là chơi quá. Cái game này tôi gỡ cái. Sau đây ông nhiều nha. Sau đây ông nhiều nha. Găng à. Cái nào cũng ngon à, ấn định mệnh thì không vào form lắm rồi. Xe nó xe không ngon đi mà. Cơn mưa tình yêu anh em. Sao ta cơn mưa tình yêu tê tê đi. Này đi. Cái này đi anh em ơi. Bao giờ kênh em chè đủ 7 triệu sắp để like tiền trời nhá. Mặt cười. Khó luôn quá chứ, khó luôn quá chứ. Như này nhá anh em nhá. Làm lại cuộc đời đi. Làm lại cuộc đời anh em ơi. Lóc thì nước mắt là hấp rồi. Cái này ui cái gì đấy? Thuật sĩ với lại bắn tỉa à, quỷ à. Ông này quỷ à anh em. À, may đấy chứ, may mà không chết cóc mo đấy chứ. Mày lấy loại tiền chứ cóc mo là gặp ông này là mù mũ rồi đấy. 2222 một pha gọi là xoay bài tốt. Một pha thùng xoay flash anh em nhá. Chết mặt ảnh anh chị ơi. Hình xăm bảo hộ thêm tăng là được, em chỉ lấy cái hình xăm bảo hộ được. Hai dưa hấu à. Chôn hả trời. Cùi ta. Thiên trụ ra nụ in à. Phế ta. Phế ta nhỏ. Ê, thật sự là giọng tím người á anh em ơi. Em chỉ nghĩ cái thiên trụ là ngon nhất rồi. Kiểu mấy kia không. Kiểu như là thăng hoa thì nó không phù hợp với nảy bật lắm. Tại vì cái lõi này bài em chè full đam á. Tí clear nhanh lắm. Xong rồi cái rìu đen thì em chỉ có cái này rồi. Xong rồi Solary thì xếp hai hàng trên được mỗi hai con này. Cùi đó. Nó khá là cùi mía. Khó chơi vậy ta. Xin chào em chè. Còn trường con Nam Định nhá. Em kênh chat nhé. Yeah. Chúc em chè có một buổi stream 6 7 8 9 nhá. 6 7 8 9 à. Dạ rùi á, dạ rùi á.
Một cái xô dinh lấy đem chứ. Có thể em chè chưa biết hoặc đã biết rồi. Yeah. Nếu ba rau quái đầu em chè có da gì út, em chè hãy cho nó một đồ bất kỳ. Yeah. Da gì út sẽ đép một mình ba rau và cho em chè 10 vàng lợi tức. Hay 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 hay, cảm ơn Cao Tiến nhá. Là hay nha. Đấy, nhưng mà em chỉ có biết á. Nhưng mà em chè chưa thử á. Bữa trước em chè thử nhưng mà cái lúc đó là có cái cọc. Có cái cọc cho nên tăng cho nên con này cũng được. Em chè chưa thử lắm á. Năm. Rồ. Ây da. Ây da. Thần tài đi. Em chè con em nhá. Sợ à. Nó không ra, nó không ra á. Nó chưa ra lắm á. Lâm Tuấn. Sao chưa ra đánh nó cứ lủng lủng quá nhờ, đang nhờ em chỉ cảm giác nó cứ lủng lủng kiểu gì á. Cứ ghè ghè ta. Nó cứ ghè mở ta. Hình như kiểu do game đầu đúng không? Game đầu livestream nào hình như cũng vậy đúng không anh em? Kiểu như là game đầu game 2 giống như là kiểu như là mình chưa vào tay lắm đúng không? Xong rồi kiểu mình đánh trông nó hơi gà gà. Ừ xong rồi lại mất chuỗi rồi. Một cái thế caro từ đầu đến cuối rồi. Đánh lân nhá. Đánh lân nhiều nha. Ê chè tè tè tè. Tè tè. Cho đánh lân nhiều nhá. Đánh lân chứ. Rao này rất nhiều tiền. Cuồng đao à. Đường này chắc là không ngon đúng không? Lại tiếp tục là như này rồi, lại thế rồi. Ây da. Kìa, giữ chis là ba thần tài. Cẩn chì con nhá. Nhưng mà không giữ được đó chứ. Có không giữ mất đường tìm mà, nhưng mà phải ơi cô. Cái này giờ hạt gớm gớm anh em ơi. Thầm gắn ta luôn à, gặp luôn à. Lắp đồ cho kia nè. Win skill 2 là tốt nhá. Hứa hẹn gọi là một cái chuỗi thắng dài anh em nhá. Hai ra win rồi, hai ra win rồi, cái tôi hứa hẹn anh em ơi. Hứa hẹn sẽ là một chuỗi thắng dài à. Rậu. Rậu rậu rậu. Phần nhắn áo choàng bạc bạn thân à. Khiên trụ đang đu in bạn thân à, dưỡng mặt hả ní. Đấu trường hẹn rùi à. Áo choàng bạc à. Cái này chắc chắn là bỏ rồi đúng không? Cái này hên xui đúng không? Hấp. Cái tới hấp anh em ơi, hấp trọn vị anh em ơi. Đây rồi. Sáu à, ngợp thế. Cẩn thận níu nhá. Chứ ca phải 2.1 nha MN. Mấy ông kia ba đồ lớn luôn chứ ba mảnh đâu. Nhưng mà sao kỳ vậy? Nhưng mà nếu vậy thì bù lại tiền đúng không? Nếu vậy sẽ được rất nhiều tiền đúng không? Em chỉ thấy cửa top 1-2 rồi nha. Đặc biệt là khi ra gọi là thần tài số 6 này, thật sự là cái tỷ lệ top 1-2 nó lại còn cao hơn đúng không? Nhưng lại thắng không? Ồ. Khi nào thua thì mình sẽ thua anh em nhé. Còn khi nào thắng thì mình cứ thắng anh em nhé. Ok, chiếc bài mình không bỏ ra được. Chắc chắn không bỏ ra được rồi. Win switch 3 tốt. Có chuỗi là tốt nha. Tỷ lên cấp kèm một con gì đó à. Chưa biết là con gì à. Revenge giữ lại này, con này giữ lại này, lên luôn cái form này. Là hay nha, là hay nha, ướm form là hay nha. Nhà này có mo 3, cầm 3 cái này. Chogat 3, kết linh 3, level 50 tiền à. 6 Chogat à. Nhà này như này. Ơ nhưng mà loại ham này ngon thế anh em. Ơ loại ham này ngon vãi. Ngon vãi, ngon vãi anh em ơi. Ok, một round thua 1 à. 1v4 là 5 à. 5v7 là 12 à. Từ từ nhá. 1, 4, 7, 10, 13 đúng không? Lại cộng vô là bao nhiêu nhỉ? 20 này 20. E đang ngồi cạnh thằng SUSD ta đây. Nó chơi cay xa đó à. Còn anh em hết mãi đỉnh nhá. Buồn mơ tình anh Liêm đã đồng có, em thì có. Radio kia cũng hấp dẫn quá.
Happy birthday to you, happy birthday to you. Bảo em về hấp rồi, hấp rồi, hấp rồi, hấp trọn vậy anh em ơi. Có cái này, có cái này. Tí đồ gì cũng được đúng không? Tí làm quỷ thư cho con khác à, nhà này như thế này, nhà này như thế này, nhà này như thế này. Ok, chắc chắn là lắp vào đếp đếp rồi đúng không? Lắp hai đồ cho anh em nhóc, một là gì còn hai là chùy. À, chùy ngon nha, em chỉ thấy chùy bữa nay ngon ngon anh em ơi. Đã đầu nết 5.000 đồng. Đón dấu tên nhá. Từng cùng cô Nga tạo thành cặp như cơm số 1 Việt Nam. Đến hờ niu nhá. Ông ba thì chấm hết câu với là top 1 chị Nga. Cô để không lại chấm, vô vàng di sản cho thế hệ sau. Đặc biệt là câu đấy, hỏi đấy, đất hài thức kêu 3 kiểu gì. Vẫn chưa có lời giải. Setsuko được ví như ô phiên bản Nga. Ô hắn ta 42 máu, hắn ta 720 tiền à. Hắn ta thế khó à, hắn ta thế thế gọi là khó khó à. Dành nè cho hai phong kiếm mà. Lưu thêm mấy đâu nữa, ba đâu nữa. Ba đâu còn lâu nên mới cứ lên đi. Ông này cứ đảo lên né né thôi. Ông này cứ thế thôi. Hay, có lý tốt, hay 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 hay. Thua thêm 2 đâu nữa, 10, 22, 22, đúng rồi, 35 á. 35 chuẩn vậy anh em ơi. Chuẩn vậy, cái ta chuẩn vậy nha anh em nhá. Con này vào đây đi. Nhưng mà game này em chỉ cần quỷ á, ai lưng này. Dép dép này, đẹp nha. Vô thủ hơi nhiều đồng. Nha, hơi dư nha. Một cốc cà phê. Ây da, em cảm ơn Long Tống Phe nhá, thank you nha, nhiều nhá. Khá lủng đó, khá lủng đó. Bẫy sụa, trốn đó. Trốn đó ta. À. Game này chẳng lẽ không có Kai'Sa 2 đúng không? Game này chẳng lẽ đen đến thế đúng không? Lưu thêm một round nữa rồi mới lên cấp drone anh em ơi. Cho nó giàu hẳn đi, ui cờ ly ngon đó. Cái xe có cái loại này bắn gớm anh em ơi. Một ra thua nữa là được à. Vì tì 29 máu à. Boy ngố đã donate 5.000 đồng. Còn hôm boy ngố nhá. Phép được bắn em trẻ nhé bằng bằng. Dạ không á, dạ không á. Bằng. Thắng ta 29 máu, thắng ta AP2, cây cung thần tốc huy hiệu khổng lồ. Khẽm mà. Cây cung thần tốc à. Cường hóa siêu công nghệ. Oh my god. Oh my god. Loại quỷ nhá, loại quỷ nhá. Một anh em nhá. Còn em quen mặc quần đuôi đi vào ba nhá. Xem mà được một chúng mày có còn tình người không vậy? Cái gì không đấy, nhanh cái tay gì ăn sắp dislike với report kênh đi cho đủ bộ à, ông em quen này nhá. Vừa ve nhưng mà lại còn vừa lũng à. À, vì tôi đấm chị nguyên nhà cái gì đó đúng. Đúng ông ơi. Ông này hay rồi vì tôi. Ây da, đau thế ông. Lại thế rồi, lại cái thế này rồi, lại cái thế không ra gì cả rồi. Lê Mai Dây A đã donate 5.000 đồng. Đây rồi em trẻ trả kèo top 8 cho Lê Mai Dây A nhá. Boy ngố đã donate 5.000 đồng. Không cho bắn lời cho A đổ mượn kênh like tặng kênh. Boy ngố nhá. Chỉ dừng một thao đầu xe. Có ai like YouTube giàu như E trẻ đâu. Nủa. Không một Galio à. Không một cái Galio à. Tam Vũ đã donate 7.888 đồng. Hôm nay sinh nhật của em Vũ, em trẻ chúc em Vũ được không? Dạ, yeah, em chỉ chúc em Vũ có một ngày sinh nhật thật sự là cháy sườn và gọi là hạnh phúc bên gia đình và người thân, gọi là
mọi điều gọi là hướng tới đều đạt được nhé, cảm ơn tiếng đạt nhá. Cái gì đấy, cái bài cái chơi đúng vậy. Con này cũng đắt luôn à. Ờ tí kéo bài con bên kia luôn mà. Cảm ơn đắt đặt nhá. Top 1500k. Dạ, em chỉ nhận kèo anh ơi. Em Quang mặc quần đùi đi vào ba đã donate 5000 đồng. Còn em Quang mặc quần đùi đi vào ba nhá. Thì 8, tự mình quê mình nè. Đây rồi, let's go. Xong. Lên A đã donate. Xong anh em ơi. Tôi cảm thấy em Trẻ là một người uy tín. Game 1 chưa trả được đến là game 2 bắt buộc phải trả bài bằng được A. Trẻ bài cái thế là top 850k à. Lên 9 nha anh em nhá. Đang cháy đúng không? Nhưng mà lại là cái thứ nguyên nhà đúng không anh em? Cái xe. Đã donate 5000 đồng. Tôi đó là giống tên nhá. Tôi là nhà vô địch creator league mùa 2. Tôi chưa có người con nào nhưng có một người bố tên Hoàng Tín. Fan của tôi gọi tôi bằng những cái tên thân thương như bố TFT, bằng kiểu làng cờ, ông vua ngày 1. Nhưng tôi thích được gọi là Kaba Soju Việt Nam vì tôi nghiện game. Tôi là ai ta? Người nhà. Mạnh chưa anh em ơi, dòng con này không hai đúng không? F200K em chỉ. Con tính đẹp nhá. Phát xa Erodi, người Hùng Hàn Quốc đã đầu nét 5.000 đồng. Không được anh ơi. Có khi nào em Trẻ có bắt xa Erodi nhá. Factos, Ferris dồn tiền mai tùa, do đó dù được gọi là vua C1 nhưng chưa bao giờ ăn ba vì không có thực lực. Cái bóng đá hả? Đã. Ủa này em chị nhớ chị có kiểu VNT top 8 chị được bao nhiêu ta em chị quên rồi ta. Còn Lâm Si Ba nhá. Em Quang mặc quần đùi đi vào ba đã donate 100.000 đồng. Còn em Quang mặc quần đùi đi vào ba nhá. Chưa em sống tình cảm mà. Dạ. Đã donate 5.000 đồng. Hi 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 hi. Dạ. Hi 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 à. Hết đồ đúng không? Cho này cái bút đồ trong phiền ác. Trong phiền ác. Ông muốn hắn ta tóc tém mà em chỉ có nó. Ê, con kích linh nhà kia bắn hơi gớm nhá. Nhưng con đó là Silas nha. Hắn ta hay. Lên cấp kịp Galio full bài anh em ơi, nhưng mà bây giờ thay vào đây trước à. Chút như này trước không nhỏ anh em nhỏ. Con này cầm bút đồ, con này cầm dây chuyền, con này hai đồ chôn đó. Là VTT à, đúng. Con tiếng đẹp nhá. Hôm qua là anh xong, đây là VT rồi, đừng má. Cái xác.
ngôi nhà. Kiểu như là chỉ kiểu ấy á. Cái này anh em nhớ cái này ngon anh em ơi. Cái vùng miệng hoàng gia này cho con xin lát ngon anh em ơi. Lắp luôn nhá, lắp luôn nhá anh em nhớ. Em đã xa anh trong một ngày mưa rồi. Teo đeo teo 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 đeo teo đeo teo đeo teo đeo teo đeo đeo. Nhà hàng này Tam Ken 3 là nguyên nhà anh em ơi. Tam Ken 3 chắc là nguyên nhà rồi. Cái xe. Em đã xa anh trong một buổi chiều mưa bay. Nhà này Sena 3 cầm 3 đồ, nhà này cũng nguyên nhà luôn anh em ơi. Hứa. Wow. Cái xe. Nguyên nhà. Ông Hoàng Kai Sa. Game đầu chỉ là nhép mà thôi, game đầu chỉ là khởi động tay chân mà thôi. Mà game này top 1 đó em chị, chưa cảm thấy có ai gọi là gớm lắm anh em ơi, top 1 đó. Nhà này có con này cầm cái này xong rồi bài em chị kiểu như là cái này với lại cái này á. Xong rồi tí con này nó nhẹ 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 à, gớm gớm à. Lên mùi rồi, cái thứ lên mùi rồi. 2 tiền, rất nhiều tiền, 32 tiền. Đồ lớn à, đồ cho ai đây, đồ cho ai đây. Ba con Annie à. Trái tim kiên định cuồng cung runen, nó xét cung xanh cái gì đấy. Cung xanh thì có cái kia rồi, nó xét thì có gọi là cái giao điện rồi, ba ti không được làm gì, dép lửa thì có gọi là quỷ thư rồi, chôn hả? Chỉ lấy được một trong hai cái này thôi đúng không? Chôn đúng không? Ba ti Timo nên chắc anh ta đổi người bạn lấy tóc rồi mỗi tay bịt bịt à. Thì không như anh em nghĩ đâu. Mặt ác. 80 tiền là lên mùi. Lên mùi kẹp gì hay nhỉ anh em nhỏ. Kẹp con xe gieo vào chỗ con bạc này xong rồi kiếm thêm một con Rakan nữa xong rồi cho con Rakan đứng trên không? Vừa kẹp xe da vừa kẹp bạc không anh em? Xe da gọi là lấy gọi là xe thuật sư, còn bạc thì mình lấy gọi là quỷ nhân không? Ồ, một đấu kịp quỷ không? Càng nhiều người tham gia nhảy bố vật càng nhiều cần nhảy nhảy anh em ơi. Xếp rồi. Xếp xong rồi xếp cái này nó hơi khó không anh em? Khiên trụ nó phải xếp đứng đây à. Xếp kích cảnh vệ cho con gọi là dắt á. Không ngon anh em ơi, không ngon á. Lên mùi, lên mùi. Nhà này như thế này. Gặp nhà này đã donate 5.000 đồng. Lộc ơi, người đâu rồi? Hôm qua mày có thấy tao quay em trẻ không? Rồi em mở lên đây kiếm tao để quay được chưa Lộc? Vì gặp nhà này cho nên là em trẻ sẽ gọi là tắt tim ra nhé em nhé, để cho Morgana nữa không gọi là rờ rờ gớm gớm anh em nhé. Chiều mưa bay. Em chỉ thấy cách xếp bài này có vẻ gọi là VIP Pro hơn anh em ơi. Cách xếp bài này á, cái lối xếp bài này á anh em ơi. Rao này để ở đây à, chắc chắn là được thay đống nguyên nhà rồi. Bắn vòng dắt trước, ok, dắt bết rồi là 3 lượng đam. Ok, bắn này hay, nguyên nhà. Những pha đảo bên thật sự là thuần thục ấy. Em đã xa anh trong một buổi chiều mưa bay nguyên nhà. Top 1 chưa 70 tiền. Những pha đảo bên gọi là hoàn toàn là có ý đồ đúng không? Những pha gọi là xếp bài tốt đúng không?
nhưng đồ chỉ là nhép mà thôi à.